Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào các bạn. Thì theo như lịch trình mà mình đã tiết lộ ở cuối clip trước, đó là ngày hôm nay team mình sẽ chơi hết mấy cái trò chơi ở trong khu công viên nước này, ở mấy Zin Bay, tức là Vịnh Kỳ Diệu đó. Nhưng đi. Mà cái giá nó hơi chát chút nha mày. Sao mày biết giá nó chát? Tao mua rồi nè, 600.000 vé. Bỏ vé đâu? Nè nè, đeo cái này vô là người ta cho vô cổng, mở thẳng này hả? Đeo vô là mình được trải nghiệm hết tất cả các trò chơi trong đây luôn. Rồi đi. Nhưng đi. Mà, khoan. Cái gì nữa? Đồ ăn là mình tự mua nha. Tao biết rồi, đi đi. Hóa ra là trong cái vòng lúc nãy tụi mình đeo các bạn, trong đó có cái mã số. Khi mà mình đi qua cái cổng á, người ta đã giữ lại rồi. Trời ơi, trong này sao mà tụi mình nhỏ bé quá vậy? Anh Vinh ơi, các bạn nhìn xung quanh kìa. Em nghe nói đây là cái công viên nước lớn nhất Việt Nam á, có biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam luôn. Biết rồi, khỏi quảng cáo, thấy chứ Amazing Bay không các bạn? Đi vô thôi anh em ơi. Kia có cầu chợ kèo vô chơi không? Thấy rồi, đi luôn dứt luôn mày đi. Một vé 600.000 vô đây rồi dạy gì mà không chơi thử các bạn. Lâu ngày không tập gym, cơ mình vẫn ở dưới xuống. Chờ xíu. Đi tắm. Trời ơi, đi tắm. Trời tôi lạnh nè. Thì cái địa điểm đầu tiên mà tụi mình khám phá đó chính là khu này nha các bạn. Đây, nước nó bắn tứ tùng hết trơn nè. Đi lên trên kia, chờ xuống. Ok. Chia 2-2 đi. Em đi với anh chơi. Ok, cô Tí đi với anh đi. Còn Quang thì sẽ đi với Phong nha các bạn. Rồi, nước nó bắn tứ tung trơn là các bạn. Đi lên trên này. Cái mình sợ ở đây là nước nó bắn vào cái ống kính á, rồi nó bị nhòe. Các bạn xem clip nó không chất lượng thôi. Lên trên đây. Em kiếm cái cầu trượt nào giữ trượt cái cô Tí. Cái này cao nhất nè anh ơi. Ok ơi. Đây. Rồi mình ngồi như vậy nè ha. À, xây vô trong ha. Hiểu nhầm. Ủa sao mất kiến rồi à? Em để đi, anh còn chạy lên cái nữa. Anh chạy lên chơi thêm mấy chục cái nữa lần. Có đâu. Mình với cô Tí sẽ đi chung nha các bạn. Anh Quang với anh Vinh. Ê,
Rồi, cảm nhận cô Tý sao cô Tý? Trong mặt các bạn ơi, anh Vinh với anh Quang không chơi là quyết định đúng đắn rồi đó. Còn cái trò này nó ghê quá, nó ghê hơn cái trò bên đó luôn các bạn. Cái ống màu cam này nó còn thấp nữa, chứ cái ống màu xanh đó mình thấy cái chỗ này là cao nhất luôn nè. Không dám chơi các bạn ơi. Thôi giờ lên để chơi trò khác nè. Rồi lên cô Tý ơi. Sau khi mà thoát khỏi cái nỗi sợ hãi của cái dáng trượt ốc sên vừa rồi thì mình đã lấy lại tinh thần, như là mình với anh Quang, cu Tý và Phong sẽ tiếp tục với tiếp tục trải nghiệm với một cái dáng trượt màu cam này nghe các bạn. Dáng trượt màu cam hình con sâu. Cái này chắc đâu thấy cũng không. Cái này cũng 1:9, 1:10 so với cái dáng trượt hồi nãy à. Cái này cao hơn nãy nữa các bạn. Đi không biết bao nhiêu nấc thang luôn nè. Ủa sao cái hình ảnh này nó quen thuộc quá vậy? Y chang như cái nãy luôn các bạn ơi. Sao em thấy cái cảm giác này nó bất ổn quá anh Vinh ơi. Em thấy hình ảnh này quen thuộc quá. Mấy bạn kia chơi. Mày đưa cái tay nó ta. Các bạn xem phim hay tạc luôn. Mình ngày hôm nay coi như có một cái trải nghiệm đáng nhớ trong công viên nước rồi đó. Có thể nói lần đầu tiên mà mình có thể chơi rất là nhiều loại máng trượt khác nhau đó các bạn.
Rồi giờ kết thúc video luôn được chưa? Tới tao chia sẻ cảm nghĩ tao nữa chứ. Dạ. Rồi nhưng dạ. Mà bạn nào thích những cái trò chơi dưới nước á thì đây đúng là thiên đường luôn nha. Chính xác. Có rất là nhiều trò chơi từ bình thường tới cảm giác mạnh cho các bạn tha hồ luôn. Rồi em sớm về em chơi mấy trò cảm giác mạnh mệt quá anh ơi. Em cho mặt tới giờ luôn nè. Thôi cũng chiều rồi, giờ mấy anh em mình đi về nghỉ ngơi đi. Rồi, chứ giờ nguyên á trong công viên nước này còn có bố anh em mình á. Mày không về hồi nó bảo vệ kiên mày về luôn. Rồi, còn dạ, Phong, chưa cảm nhận của Phong em sao? Đó, em thì từ trước tới giờ chưa có trải nghiệm mấy cái trò chơi cảm giác mạnh vậy. Chỉ thấy trong TV thôi. Bữa nay được trải nghiệm thực tế luôn, quá đã. Rồi quá đã. Thì đừng quên mọi người ơi, thao tác cũ, đăng ký kênh, bấm like, bấm chuông để cho team mình có thêm động lực V1 để mà còn du lịch nơi này nơi kia, quay phim cho mọi người xem nữa. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo nha. Bye bye. Còn cây nè, còn cây của cô Tý. Cô Tý này câu nãy giờ văng 3-4 cục mồi nè. Trời ơi. Rồi. Đâu bắt hồn. Nè, cho ăn nè. Lại đi. Rồi. Nè, nó hãm lên nè. Dứt đó đi. Dứt đi cô Tý. Rồi. Giật mạnh lên. Rồi luôn. Trời ơi, khó khăn lắm mấy cậu dính con cá. Mà mày kéo lên không nổi để vuột rồi. Trưa nay anh em mình ăn cái gì đây? Câu cá sấu có liên quan gì tới chuyện ăn uống trời? Thường là trong mấy cái khu du lịch có câu cá, mình câu dính con nào người ta làm con đó cho mình ăn luôn mà. Tao thấy có gì đó nó hiểu nhầm ở đây rồi. Cái chỗ là nuôi cá sấu kiển để mày đi tới đây mày tham quan, mày ăn uống gì đây? Hai lúa thì câu cá sấu.